Đây chính là nơi mà nhóm B336 hay tập nhảy. Với cái sự thông minh sáng suốt, Bazo đã điều tra hết tất cả mọi thứ. Các bạn có thể thấy, đây, tất cả những dụng cụ đây đều là nhóm B336 sử dụng. Chắc chắn là B36 ở đây. Nhưng còn tại sao những vật dụng này được quăng ra bên ngoài? Để họ dọn đi. Bể kèo quá. Công việc rình mò của một thám tử như tôi là mất thời gian. Đi xuống văn phòng quản lý hỏi coi nhóm B36 ở đâu. Trời ơi, cười. Không ngờ nhỉ. Đang coi gì đó? Đi khóc luôn. Cười cái gì mà cười? Cười vô bản mặt tôi mà coi được đó hả? Rất vui được gặp hai bạn. Rồi anh Tazo sẽ dành cho các bạn những thử thách nhỏ nhỏ để xem kiến thức của các bạn tới đâu nè, rồi cuộc sống của các bạn như thế nào nha. Các bạn có biết TikTok là gì không? TikTok, dạ tụi em biết. Rành luôn anh. Rành luôn đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi như thế này. Chúng ta sẽ đoán trend của TikTok. Nếu như các bạn trả lời sai, các bạn sẽ phải nhận một hình phạt. Chơi không? Ok, khó thật. Thật là rất nhiều trend ấy. Ok, bây giờ anh sẽ coi qua một loạt hình ảnh nha. Linh Bami nè. Trên gì? Hashtag gì? Trên vừa nãy mình gì? Hậu cung hẳn cung gì đó. Hoàng, hoàng hậu thì không phải cung, có cung là đúng rồi đấy. Rồi, chốt câu trả lời thế nào? 3, 2, 1, câu trả lời. Các tường hoàng cung. Rồi, ok, câu trả lời của các bạn là sai. Đó, cái hashtag vừa rồi là mỹ nhân hoàng cung. Từ trước tới giờ các bạn có nghĩ các bạn là những người dũng cảm không? Thật sự thì em nghĩ là hai tụi em là người dũng cảm nhất nhóm rồi đây. Dũng cảm nhất nhóm cho nên mới dám tham gia thử thách đúng không? Dạ đúng rồi. Ok, thử thách của các bạn ngày hôm nay có liên quan tới một cái hình ảnh. Thì tôi sẽ để cho các bạn đoán khi chúng ta di chuyển lên xe. Ok. Dạ. Rồi, lên đường nha. Let's go. Hôm nay hai bạn sẽ nhận được một thử thách, đó chính là đây, các bạn hãy tự coi và suy diễn đi nào. Heo vàng. Các bạn nghĩ thử thách dành cho các bạn là gì? Anh thịt heo. Đúng rồi, ăn thịt heo quay ạ. Ăn thịt heo đúng không anh? Ok, ngày hôm nay thử thách của chúng ta có liên quan tới heo ha. Và đặc biệt lại còn có liên quan tới các món ăn nữa. Cho nên là các bạn, nhiệm vụ của các bạn sẽ phải là tìm hiểu về chúng. Chút nữa chúng ta sẽ di chuyển tới Củ Chi. Sao á? Rồi ngủ một giấc đi. Nhiệm vụ. Đừng ngơ ngác nữa. Nhiệm vụ của hai bạn, đi tìm bà Tư đi. Thôi bé. Muốn biết là nhà bà Tư ở đâu, em có biết đường không? Em đây hả? Em tên là gì? Em tên là Khoa. Em nhiêu tuổi rồi nè? Em 9 tuổi. Xin giới thiệu với em, chị tên là Kira Kira. Nhớ nha. Mình ở đây phải không? Quay ơi.
22, 13 tháng. Đó, mấy anh chị gặp Hoài nè, Hoài ơi. Chào ba. Ba chào hai con. Hai gọi tới rồi con. Dạ, tụi con hôm nay được nhận nhiệm vụ là phải nuôi heo ạ. Nuôi heo hả con? Dạ. Bà có kìa, để cho bà dắt chú và chỉ dẫn cho con nha. Dạ, con. Hello. Kêu đói rồi, đứa cho ăn rau rồi xuống phải ngâm cám nữa. Ngâm cho nái ăn. Chăm sóc heo con là phải cực con ơi. Phải đạt chăm sóc dữ lắm kìa. Nắm từ từ bỏ vô cho nái ăn hai đứa. Chăm sóc vậy đó, đó cho nắm đó. Bỏ đục đó, bỏ nào đó bỏ vô máng, đúng rồi. Bỏ vô máng đi. Thấy ăn không? Dạ. Heo này nó mới đẻ. Đã lắm. Dễ thương lắm. Mấy con heo con chơi vui. Đó, chị bỏ được đó. Thấy hương không? Dám vô, cô vô cô chỉ cho. Mấy anh chị vô đi, nó không có cám đâu. Qua tối ngày ôm hùng hít. Vô đi con gái, cô chỉ cho hai đứa vô. Rồi, nái ăn rồi. Giống như là cuộc đời mình tạo nghiệp không có được, mình hại hai đứa nhỏ nhưng mà rốt cuộc đi đường xe giữa đường thôi, phải vòng ngược vô đây. Phải rồi, không? Giờ giờ cuộc tham quan thử thách của các bạn như thế nào rồi? Đã tắm được cho con heo chưa nào? Có cho ăn. Cho ăn đi, cắt rau cho ăn hè. Nhiệm vụ của các bạn ngày hôm nay là vừa phải chăm sóc cho heo, vừa phải làm sao tắm táp nè, cho heo ăn. Đó là nhiệm vụ của các bạn. Đổ vô máng. Con đổ vô đi, đổ ập vô. Con múc để dưới chân con nè. Con để dưới chân con lấy ca múc đổ vô. Đây nè. Nó nói á, con lấy này con đổ ngay vô bạn. Này. Ui. Đổ vô đó, đổ rồi. Đổ vô đi, đổ đi không có sao hết nè. Phải cực con ơi. Đây, ăn đi. Đó. Rồi đó. Cho nó ăn cám tiết ra chất sữa mà. Vuốt đi vuốt nơi nái. Cho con nuôi con ăn mau lớn. Không có sao nè, tại con nhát chứ đó. Không có sao hình. Nó kiếm đồ nó ăn. Rất là thú vị, học được một bài học. Học được chứ con. Để sau này khi mà mình cái ai hỏi mình cái mình biết mình trả lời ha. Rồi. Ai hỏi heo đẻ bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, tụi con biết trả lời chưa? Đúng là 3 tháng 20 bữa, 24 bữa nó đẻ. Nó đẻ rồi con biết rồi đó, con phải chăm sóc vậy ha. Đó, phải cực lắm, phải vô cực. Cảm ơn bà Bảy. Bà Bảy hay bà Tư ta? Bà Bảy. Cảm ơn bà Bảy rất là nhiều. Ngày hôm nay cũng đã hỗ trợ cho hai ngôi sao ca nhạc ngày hôm nay. Rồi, cảm ơn bà rất là nhiều. Sao đánh giá thử coi cái thử thách em đưa ra cho mấy bạn nhỏ này có hiền quá không? Quá dễ. Quá dễ. Mấy lòng quá dễ. Mấy bé cũng năng xả mà. Chịu khó dễ là dễ. Ví dụ như là mình ở mấy đứa trẻ nông thôn. Mình xuống trải nghiệm vui thôi. Ba mẹ nó có nuôi heo, nuôi gà, nuôi vịt thì nó mới thấy dễ chứ. Nếu mà đứa trẻ thành phố nhỏ lớn nhiều khi hả? Nó chỉ có nuôi chó kiển thôi. Thí dụ vậy đi. Nó chưa có hề đụng tay vô một cái gì. Ví dụ như thấy không heo là nó sợ rồi nè. Không. Vui cho các bé là ban đầu thật sự là các bé cũng rất là sợ mùi hôi. Chưa kể là không dám bước thẳng vào chuồng. Nhưng mà càng ngày càng bắt đầu tiếp cận quen, từ từ, tiếp cận từ từ bước vào. Không phải là tâm lý nhìn con heo vì cũng bầy, sợ chứ. Cái bầy heo con á là nó vừa đẻ được chưa tới 1 tuần. Thì thành ra khi mà có con heo mẹ á, heo giống ở đó thì hả, mọi người cũng sợ. Không biết đúng là lúc đụng với con đó cái là không đòi cắn. Nhưng mà bà Bảy thì cũng thuyết phục, nó không sao đâu. Tại vì heo này nó rất là hiểu cái người mà người ta nói. Nói vuốt ve heo mẹ thì mới bắt đầu. Ê, mọi người có biết là trên thế giới là người ta nghiên cứu là con heo thông minh hơn chó luôn không? Heo thông minh hơn chó, thông minh hơn mấy con đười ươi gì luôn á.